này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gọi gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người xứ gió phương trời âu yếm gợi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay. Và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi, đời con giờ đây đang còn lênh đênh. Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn, áo trận sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây chắc mẹ ra tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà mẹ biết nhớ cày vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, du hồn lạc loài chơi vơi. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sáng, bếp hồng quay quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về,
chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân.